Đây là sâu superworm giống. Ở đây là quá trình con sâu nó lộn thành con nhộng. Đây, bỏ vô lon này được 10 ngày đến 2 tuần, 10 ngày đến nửa tháng. Gì ba làm chuyện chút xíu. Kêu mẹ đi. Một lon là một con anh em. Đã lộn hết rồi. Đây là giai đoạn đầu tiên. Sâu già là lộn hết luôn. Không chết con nào. Con này chưa lộn, gần lộn, tượng trưng nhiêu đây thôi nghe nè. Đây là con nhộng, nó đã lộn thành con bò, bò non, nó màu trắng. Khi già thì nó sẽ màu đen như vậy. Đây, con màu trắng, khi già thì có màu đen. Ba, ba.
Đầu tiên là từ con sâu. Sâu nó sẽ lộn thành con nhộng này. Nhộng nhộng nó sẽ lột. Lột một lần nữa thành con bọ này. Và khi già thì nó có màu đen như vậy là bắt đầu sinh sản. Sinh sản thì đẻ ra trứng. Trứng nó sẽ nở thành sâu con và sâu con lớn thành sâu trưởng thành. Rồi, chúc anh em thành công.